Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn nắm được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như là tình duyên, gia đạo của mình. Xem tử vi vận mệnh cho tuổi Đinh Mùi trong năm 2023 Quý Mão còn giúp bạn biết được về vận hạn của mình, về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Qua đó giúp quý vị biết được thiên cơ, từ đó có những phương án đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của quý vị được may mắn, tài lộc hơn. Quý vị thân mến, trong năm 2023 Quý Mão là một năm cực kỳ nhiều tài lộc và may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi. Trong năm nay, những người tuổi Đinh Mùi sẽ là một năm khá bình ổn về tài chính. Mặc dù những năm trước đó, đôi khi những người tuổi Đinh Mùi gặp phải những vận hạn khó khăn, nhưng đến thời điểm này thì lại khác, họ có những bứt phá nhất định trong cuộc sống, có những thành công và may mắn đến bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng. Sự thành công của họ đã khiến không biết bao nhiêu con giáp khác phải ghen ghét, đố kỵ. Vậy tại sao những người tuổi Đinh Mùi lại có được những may mắn và thành công như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải tử vi cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2023 Quý Mão. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng trong năm 2023. Bước sang năm 2023, Mão Mùi bán tam hợp thái tuế mang tới cho người tuổi Đinh Mùi một năm hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong năm nay khá là vượng, tuổi Đinh Mùi mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong năm khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, vận hạn thiên tinh, hạn tam tai. Năm 1967, Đinh Mùi nam mạng không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Mùi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can, Đinh âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ Đinh Mùi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý. Cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 cần chú ý tháng Ất Sửu, tháng 12 âm lịch, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Mùi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Đinh Mùi gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Đây, sao thủy diệu hay còn gọi là sao thủy đức, tinh quân, trông coi sao thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao thủy diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này kỵ vào tháng 4 và tháng 8. Hóa giải, thực hiện cúng dâng sao thủy diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch, đây chính là ngày sao thủy diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao thủy diệu là khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có đề dòng chữ,
Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc là nến, 1 chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây phẩm oản, nước, trầu cau, muối, gạo đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen, nếu các vật cũng có màu khác, cũng có thể sử dụng giấy đen để bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng, hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sau này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục thảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 năm Mạo năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng, hấp thụ. Gia chủ cần biết, hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này thì gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tai bay vạ gió, người bị khắc khu không hãm hại. Việc hóa giải thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cần cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này sẽ cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật để cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Đội tử vi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, sức khỏe của gia chủ trong tháng đầu năm nay không được tốt, cần chú ý các căn bệnh tuổi già. Tháng 2, đây là tháng công việc làm ăn của những thành viên trong gia đình gia chủ tuổi Đinh Mùi không được tốt, bên cạnh đó có kẻ phá hoại. Tháng 3, gia chủ sinh năm Đinh Mùi trong tháng 3 được quý nhân giúp đỡ, công việc theo đó cũng thuận lợi, trong gia đạo đón nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, bên cạnh đó còn có tài lộc đưa tới cho các gia chủ Đinh Mùi năm mạng. Tháng 5, mối quan hệ của các thành viên trong gia đạo của gia chủ trong tháng 5 không được tốt, thiếu hỏa khí, ngoài ra sức khỏe của gia chủ cũng không tốt. Tháng 6, đây là tháng gia chủ 1967 nam mạng cần hết sức cẩn thận trong việc di chuyển, đi lại, sẽ hạn chế được những tai nạn. Tháng 7, trong tháng này tiền bạc của gia chủ tuổi Đinh Mùi có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó đường ăn uống kém. Tháng 8, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi chân tay. Tháng 9, tiền bạc trong tháng này có sự hao tán nhiều, công việc của con cháu trong nhà tháng này có sự thay đổi nhiều. Tháng 10, khi ra ngoài may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì cũng được hanh thông. Tháng 11, trong gia đạo của gia chủ tháng 11 có chuyện buồn đưa tới, ngoài ra khi xuất hành gia chủ cần chú ý xe cộ. Tháng 12, nhờ được âm phù dương trợ, gia chủ tuổi Đinh Mùi nam mạng gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, xem tử vi tuổi Mùi năm 2023 cho thấy, Đinh Mùi nam mạng gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp cũng như làm ăn. Mọi việc đã đi vào guồng quay ổn định khiến bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, thậm chí có thêm thời gian để mở rộng sang những lĩnh vực mới. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích bản mệnh không ít trong khoảng thời gian này. Bạn được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là phải nhanh chóng nắm bắt, không nhường cho ai. Về tài chính, tài lộc may mắn năm nay bạn sẽ nhận được những thành tựu bất ngờ về thu nhập tiền lương và doanh thu. Tại nơi làm việc, bạn cũng sẽ nhận được nhiều thu nhập hơn, chẳng hạn như trả lương nhiều hơn từ sếp và tăng tiền thưởng hàng quý cho công việc khó khăn hơn cho với đồng nghiệp của bạn. Trong khía cạnh phong thủy, bạn có thể chú ý nhiều hơn đến xổ số và rút thăm may mắn. Mặc dù bạn sẽ không trúng số độc đắc trong đầu tư xổ số, nhưng những giải thưởng nhỏ có thể rất tuyệt vời. Trong năm nay, nam mạng chủ sẽ không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức của mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay,
cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi có thể tham quan các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán, sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Về sức khỏe, trong năm 2023, sức khỏe của gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó mà bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Tập thể dục nhiều hơn và tránh thức khuya vì sức khỏe là nền tảng của bất cứ điều gì khác. Vận trình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong năm 2023 khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi nên nhớ tránh đi những đến nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như sông hồ ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu quả về sau. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà vận, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng. Về tình cảm gia đạo, tình cảm của bản mệnh nhìn chung là yên ổn, vợ chồng bạn biết thương yêu, trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống. Nhờ vậy, đôi bên có thể cùng dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, chinh phục đỉnh cao. Bản mệnh cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian lo lắng cho con cái trong nhà, nhờ thường xuyên trò chuyện, trao đổi mà đôi bên cần dần hiểu nhau hơn, xóa mờ đi những khoảng cách thế hệ đã từng xuất hiện. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của Đinh Mùi trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm Quý Mão 2023. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!